chào mừng và trân trọng cảm ơn quý khách hàng, quý đối tác đã tin tưởng và lựa chọn đồng hành cùng Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Quốc tế PT. Không chỉ là đơn vị vận chuyển hàng hóa quốc tế, PT ra đời và hoạt động với sứ mệnh mang lại sự an tâm tuyệt đối dành cho khách hàng, đồng thời chăm lo lợi ích cho người lao động, xây dựng một văn hóa doanh nghiệp đặc trưng. Trải qua hai lần chuyển đổi văn phòng, thì nay chúng tôi đã sở hữu riêng cho mình một hội sở với quy mô lớn, đầy đủ công năng, kèm theo đó là hệ thống văn phòng trải dài khắp các tỉnh thành từ Bắc tới Nam, bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Cần Thơ và nhiều tỉnh thành khác. Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên luôn tự hào về thành tựu đạt được trong hành trình xây dựng và phát triển hơn 7 năm qua. Chúng tôi không ngừng cải tiến, đổi mới để đáp ứng sự phát triển của thị trường vận chuyển hàng hóa, đưa mạng lưới phát triển toàn cầu vươn lên thành một địa chỉ uy tín cho các giao dịch quốc tế. Chúng tôi không ngừng cải tiến và phấn đấu thông qua các mục tiêu mà chúng tôi muốn hướng đến, mở rộng mạng lưới toàn cầu, đổi mới công nghệ, quy trình, xây dựng đội ngũ nhân sự, nâng cao tinh thần văn hóa, củng cố nội bộ, phục vụ cho khách hàng trên toàn cầu. Trên hành trình xây dựng và phát triển, không chỉ dừng lại ở các con số ấn tượng mà chúng tôi đạt được, mà quan trọng hơn hết đó là sự hài lòng của khách hàng dành cho chúng tôi. Đó là hành trang quý giá giúp PT Express bước tiếp trên hành trình khẳng định vị thế. Đó là hành trang quý giá giúp cho PT Express bước tiếp trên con đường khẳng định vị thế. PT Express, đối tác tin cậy, trao trọng niềm tin.